Giờ trái đất là một sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về việc tiết kiệm năng lượng của mọi người, cũng như tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Hành động tắt đèn góp phần rất lớn vào việc tiết kiệm điện năng, giảm CO2, chống biến đổi khí hậu, giảm hiệu ứng nhà kính. Giờ trái đất tại Việt Nam đã bước sang năm thứ 15, ý thức tiết kiệm năng lượng của nhiều người cũng đã được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện nay cũng có một bộ phận người dân vẫn giữ thói quen tiêu dùng điện quá thoải mái và lãng phí năng lượng. Ghi nhận từ phóng viên VTC14. Giờ trái đất là hoạt động xã hội do Bộ Công Thương chủ trì từ năm 2009 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tắt đèn điện cũng như các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Qua 15 năm tổ chức, giờ trái đất Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc. Qua đó cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Không dùng đến bóng đèn thì mình tắt đi, tivi thì xem đến giờ đấy thì mình đi ngủ thì mình tắt. Rồi đến cái ngày mà giờ trái đất đấy thì cũng ủng hộ bằng cách là ít sử dụng các thiết bị điện hơn. Thì tôi cũng dặn các con cái mà mọi người gia đình là bóng hoặc những cái đồ dùng sử dụng không đến thì tắt bớt đi, để thứ nhất là giảm thải cái năng lượng cho toàn thế giới, đó giúp cái môi trường của mình nó được an toàn hơn. Cũng là một người đi làm văn phòng và quản lý hệ thống của các trung tâm thương mại nên anh đều có thể biết được những thông tin về các thông tin truyền thông đại chúng và bản thân cũng nhận biết được điều này. Ví dụ như những thiết bị như bình nóng lạnh khi bật lên sử dụng xong thì gia đình anh đều tắt, và những thiết bị chiếu sáng cần thiết thì khi dùng thì bật và khi không dùng thì sẽ tắt đi. Nhiều người đã hiểu và nhận thức được rằng tiết kiệm điện chính là tiết kiệm ngân quỹ của mỗi gia đình, góp phần mang lại lợi ích cho quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, rào cản lớn nhất khiến cho hiệu quả công việc này chưa cao chính là ở thói quen tiêu dùng điện quá thoải mái và lãng phí của người dân. Điển hình 10 giờ sáng bóng đèn điện đèn LED vẫn được bật trang hoàng. Và theo chủ của những cửa hiệu, đây là cách mà họ có thể thu hút người mua hàng. Chính vì thế, việc sử dụng điện cho mục đích kinh doanh là điều cần thiết. Nhưng mà bây giờ bảo tiết kiệm điện, người ta bảo người ta nóng quá, người ta vẫn... Chứ nhưng mà người ta, nếu người ta hiểu được rằng nếu người ta tiết kiệm điện, người ta sẽ được cái gì thì người ta sẽ làm. Cho nên tất cả những vấn đề đều bắt đầu từ nhận thức, ý thức. Khá là nhiều những cái phong trào khác ở Việt Nam thì nó cũng vẫn đang chỉ là phía bề mặt, và đáng nhẽ chúng ta cần phải có những cái hoạt động khác, có những cái tư duy khác để làm sao cho cái ý thức nó được đào sâu hơn trong nhân dân, làm sao cho cái thông điệp về chuyện là giảm thiểu tiêu thụ năng lượng nó được quán chiếu một cách sâu sắc hơn. Năm 2023, hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 vào tối nay thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên mọi miền của Tổ quốc. Thế nhưng bằng biểu tượng 60 cộng, thông điệp của giờ trái đất gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà chúng ta phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của một năm.